hết rồi. Hay là đi xuống chuồng mèo rồi ta.
ngon hơn. Anh có bán nhà món ăn không ngon? Ủa? Ngon đâu rồi. Xin lỗi nha mọi người. Cô Bi ăn cho này cô Bi. Ăn đổ hết rồi nè. Cô Bi ngon luôn, cô Bi. Ủa, ba đeo đang ăn bánh hả? Mẹ hồi nãy con để ra trên giường để cho con dễ học bài hơn. Xong rồi hình như là Mon giận con rồi, con lấy bánh rồi con nói cô Bi ăn. Nghĩa hả? Anh Bình giỏi quá. Tại Mon phá con à hay sao? Mon phá không cho anh Bình học bài. Con lấy cho cô Bi một miếng bánh nào. Cảm ơn anh Bình đi con. Rồi anh Bình ăn đi. Mẹ ăn mẹ. Thôi con ăn đi, mẹ nhường con á. Anh Bình lớn lắm, mình dễ thương quá nha. Biết chia sẻ cho em á. Anh đi ăn giỏi nha. Mẹ đi mua mì tôm với lại một ít sữa. Hôm nay trời gió chuẩn bị mưa bão nên là mẹ mua mì tôm để phòng hờ khi cấp điện. Nè, Bi ngồi xuống đây ăn với anh mình với em là không? Bi ăn đổ đầy hết à. Tí nữa mẹ phải quét cái này đi nè. Bi ăn cho mà đổ nữa con. Nè, mẹ cầm cái này. Đó, cho mẹ cầm ra. Ngon không? Anh mình bánh này mình cho ngon không? Ngon vui. Mon ơi, con đừng có giận anh Bình nha, đừng buồn anh Bình nha, anh Bình học bài đấy. Bây giờ anh Bình đền bánh cho con rồi đó, nha. Thank you.
để em lên uống sữa nha. Mình lên đây để mẹ gọi Ruby về chơi với con nha. Nào, để mẹ đóng cửa cho anh lên ngủ con nha. Ali đang bị đau mắt ấy nha, con đừng có xuống nó nhiều. Mắt công là Ali lại với con của Ali lại lai đau mắt cho con nha. Để mẹ chữa cho Ali với lại các con khỏi đã. Mẹ con khỏi là con chơi nha. Chứ con. Nào Bi ôm em đi. Con đi chơi kêu cả buổi sáng này em cũng nhớ con á. Nào ngồi đây ôm em nè. Đấy, đúng rồi. Con ơi, bây giờ mẹ đi
mình đi chặt củi. Mình đi với mẹ hay là ở nhà với chị Cô Vi hả? Sao? Con đi chơi với mẹ hay là ở nhà với chị Cô Vi? Ý gì này? Đi với mẹ. Con đi với mẹ. Hay là mẹ mẹ ôm á, ôm mẹ nhé. Ôm mẹ nào, đi nào. Ý, xin mẹ ôm đi nha. Cho mẹ qua mình coi cho chị Cô Vi đang đang ngủ hay thức nha, nói với chị Cô Vi nha. Lên trên đây mày chặt trên đây nha.
Mà đi đâu rồi không biết nữa à. Man ơi, Man, Man ơi, Man ơi. Tay chân nào, có bị kiến đốt không? Hả? Không bị thương nhá, bị thương, bị thương, bị thương, bị thương. Mẹ đưa em về nhá, nhá, đưa em về nhá, đưa em về xem em thế nào nhá. Thương, bị thương nhé, mẹ xin lỗi nhá. Đi nào. Mẹ bảo này, em Mon vừa mới đi lạc mẹ á, mẹ đưa em Mon đi chặt củi thế nào. Mon lạc mẹ này, con thương em này. Ừ. Ủa, con cũng lo lắng cho Mon á. Ừ. Mon sao được ở yên nha, con đi với mẹ thì ở yên nha, không được đi lung tung Mon nhá. Mẹ thương hả chị em lắm á. Mẹ đi tìm khắp nhau luôn. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Mẹ thương chị Bi nữa nha.
Thank you.
mẹ chạy tóc cho em nha. Chạy tóc cho em cho đẹp rồi xong rồi chị có bi với Mon về cái là mẹ mẹ sẽ lấy chuối cho ba chị em ăn nha. Con được không? Được. Dạ chứ. Dạ. Đúng rồi. Cột tóc cho xinh nha. Con dạ đi. Dạ. Em giỏi quá. Ố, con làm rớt rồi. Xin chị có đi với Mon lâu về đấy nhờ. Chơi ở vườn cây kia mà. Rồi con ngồi ra. Wow, bữa nay tóc sao đây nhiều quá. Xinh không? Thầy đây có thấy xinh không? Xinh lắm nha. Đúng rồi. Đi tìm con ở dưới vườn cây mà. Sao con lại về có một mình thế này? Mon đâu? Con có gặp Mon không? Hả? Ôi tôi chết rồi, con thấy Mon rồi. Thế là ba mẹ con mình đi tìm Mon nào? Con biết là Mon đi chơi đâu hay là sao rồi? Đi nào, đi nào. Đi đợi mẹ nào. Mon ở dưới vườn cây đi tìm chị Cô Bi mà sao thì chị Cô Bi về rồi chẳng thấy Mon nhờ? Đi đây con. Dạ. Nhanh lên con. Bi nắm tay chị cô Bi ơi, sorry đi. Nắm tay sorry đi. Đi 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 nhanh lên. Đi đi tìm Mon nha. Cười tươi vậy ta. Mon ơi. Đi tìm Mon đi con. Mon ơi. Mon đâu nhờ? Mon ơi. Mon đây, Mon đâu rồi? Chị ngồi đó con. Tôi bảo đi gọi chị Cô Bi mà. Lại đây, lại đây. Bi ơi, em đây này, Bi xuống đây. Xuống đây Bi. Em đây này. Em đi gọi con mà cuối cùng là em làm gì ở đây? Hả? Sao em không về? Không gọi chị Cô Bi về. Sao mà ngồi đây. Sao đi ngồi đây, sao đi ngồi đây. Mẹ mặc áo lại cho Mon này. Mon thích chiều cây à? Hả? Bữa nay Mon thích chiều cây rồi hả?
áo cho Mon nhé. Con dạ đi. Dạ. Đúng rồi. Con vui không? Gặp Mon con vui không? Nào, bây giờ ba dì con đi về nha. Đi về lấy chuối cho ba chị em ăn nhé. Được không, Sari? Dạ chứ. Nào, đi đi về nào, đi về. Đi về hết nào. Ngoài đây nắng rồi đấy. Đi. Đi nào Ri ơi. Đúng rồi, nãy Sari kẹt lên thềm nhỏ quá. Rồi đi đi lấy chuối với mẹ nào. Này con cầm chuối đi, cầm chuối cho Mon với chị Cô Bi nữa nha. Mẹ bóp cho Sari trước nhé. Để cho con này. Con cầm đi, con cầm cả đi. Con dạy mẹ chưa? Rồi mẹ sẽ bóp cho Mon rồi bóp cho Cô Bi nha. Bên đây mẹ bắp ra. Ngon không? Sao đi lấy quả chuối rồi sao đi đâu rồi ấy? Đi vô tìm ba rồi sao ấy? Khi sáng con chơi ở dưới kia mà con không thấy Mon nào cô Bi. Ừ. Sao mà về một mình sao mà em ở đây em cũng nghịch lắm rồi. Ba đi gọi chị mà không tìm thấy chị rồi la chơi thôi. Bữa nay em ăn cho màu lớn nhé, Mon nhé. Ba làm thấy chưa? Thấy rồi á, giỏi quá. Để chú nó chín nữa mẹ lấy cho con ăn nhé. Sao? Ngon hả? Ngon quá hả? Đúng không? Cho Mon ăn kìa. Nhìn Mon ăn đáng yêu không? Ngon không ăn? Ngon hả? Ăn đi, con ăn đi. Giỏi quá. Mẹ để bông mòn. Đặt cho nó nhẹ rồi đó. Nó hương quá. Dạ không. Bà tí lấy được 20 ký. Bà có mua không? Không. Kia rồi. Tí lấy
hả mẹ? Ba ơi, con ở nhà có thay đồ cho mẹ với nhá. Biết là mẹ đi chợ, biết là mẹ về nhá. Dạ, con biết rồi. Dạ. Mon ra bây giờ Mon ở đây chơi nhé, để ăn đi thay đồ cho mẹ đã. Thứ cho mọi đầu mọi phá để phá tranh mà anh vẽ từ sáng đến giờ. Thank you.
hay nào con chạy qua con cô lấy mẹ xem nào. Mẹ đi có tiếng mà bao nhiêu chuyện à. Để mẹ xem nào, xem anh Bình được mang tháo bức tranh của anh Bình như thế nào nè. Ôi anh Bình vẽ bức tranh đẹp thế. Ôi Mon phái bức tranh, rác bức tranh của anh Bình rồi. Chết mất thôi Mon ơi. Cô Vi này, cô Vi xem Mon phái bức tranh của anh Bình này. Anh Bình vẽ một bức tranh như đẹp như thế này mà con lại phá của anh Bình hả Mon? Hả? Thôi không nghịch nữa. Con đã biết lỗi chưa Mon? Cô Vi an ủi anh Bình nữa con. Ừ. Bây giờ được rồi. Bây giờ thôi, bây giờ em lỡ phá rồi thì xin lỗi cho em nhé. Đây, bây giờ con cầm cái mẫu của bức tranh này vô con vẽ nè nha. Đấy Mon ơi, Mon nào anh Bình khóc rồi, anh Bình thương con mà con làm như thế, anh Bình buồn con rồi đấy, giận con rồi đấy. Bây giờ con ở đây chơi với chị Cô Vi cho mẹ đi nấu cơm, không có được nghịch nữa nhá. Bây giờ Cô Vi sẽ phụ mẹ chăm em nhá, không được em nghịch anh Bình nữa nhá. Chưa rồi, ok, tí nữa mẹ đặt trái cây ăn nào. Ngồi đây hai chị em, ngồi đây. À, em ngồi đây. Đấy, ngồi với nhau xem tivi gì cũng được nha.
Thế mày tắm thế nào? Mày tắm cho hai chị em luôn nào. Nào, đi đây. Trời ơi, bẩn quá đi mòn ơi. Mẹ tắm cho mẹ nha. Đi ngồi ra đợi mẹ nha, đi nhé. Con đi đâu mà trời ơi, người con buồn lắm, không thì mon rồi mọi điên con đây, con xuống đây, đi xuống đây, đi xuống đây rồi. Đây hai chị em tắm nha, đây hai chị em tắm với nhau này. Con này một em mon ở đâu á Vi, người em chơi đâu mà bẩn thế Vi. Trời ơi, toàn là quần với đất không à. Nước ấm không? Ừ. Mẹ mới rửa cái thau này nè. Ba-da-ba-ba.
đi. Thank you.
Sao nãy mau con ra chơi với anh với cô Nghi. Nãy anh ở ngoài chơi với anh. Anh không biết là mong chạy tội nhưng anh không có đủ mong mong tha lỗi cho anh đúng không? Anh nhớ là mẹ cứ cam đấy. Để anh đi làm nước cam cho hai em uống nhé. Seri. Thôi mà cắt cái này rớt rồi nên mẹ bằng lại đó. Ngon không con? Ngon nè. Ngon nè, vậy bỏ đá vào đấy. Đây cũng ngon đây. Đấy, mày cũng uống giỏi quá nè. Cô Bi thấy ngon không? Ngon không? Uống nhanh thế. Đấy, nhưng mà hơi chua mà. Hơi chua à? Hơi chua thì có nhiều vitamin C nhỉ? Ngon quá, nước cam mẹ với anh Bình làm ngon quá. Đấy, ngon không? Anh Bình rất là giỏi, bữa nay anh Bình lớn rồi, anh Bình học lớp 3 rồi. Anh Bình biết cách chăm sóc em rồi. Tại sao mà con đi làm nước cam cho em á? Tại con nhớ mẹ mình chăm luôn lại cho em. Bên ngoài trời nắng. À, trời nắng mà hồi nãy con với cô Bi ra ngoài chơi, em mong có chơi với con không? Con không biết là ngon vậy rồi nên là con chỉ đủ cô Bi đi chơi thôi. Mẹ hả? Con giỏi quá. Cảm ơn anh Bình đã chăm sóc hai em nha.
Mình uống hết đi con. Con chơi với anh Bình vui không? Đi sang đây với mẹ. Đây mình ăn lên cho con.